Hello, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình Euro đây. What's up? Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với Hot Cycle. Và đây là mình đánh giá đây là một phiên bản Hot Cycle đánh tốt nhất ở thời điểm hiện tại và cần ít kỹ năng hơn so với Hot Cycle phiên bản 2.6 thì chúng ta có phiên bản này đánh tốt hơn. Ok, và chúng ta sẽ đến vào đây phiên bản 2.8. Mà trong playlist của mình có Makinos. Thành tích của anh ta không tệ một chút nào, không cao nhất là 8.300, mùa trước là Finista top 8, không tệ chút nào. Ok, chúng ta sẽ đến một cái đầu tiên. Let's go. Here we go, game number one. Cái deck này có một cái điểm hay đó chính là có Bonsai có thể chặn được Fire Giant, có chặn được Fire Hawk, Fisherman không sợ. Một điều nữa là support của Heal Spirit cho Hawk cực kỳ là tuyệt vời. Chúng ta cũng thấy là Ice Spirit support cho Hawk, tuy nhiên nếu mà gặp những cái deck như kiểu Carbon Tower, đối phương có Carbon Tower hay là Goblin Cage chẳng hạn thì gần như là Hawk sẽ không vào được, nhưng mà có sự support của Heal Spirit thì nó là một cái điều khác biệt. Chúng ta đâu đó sẽ có thêm một hit của Hawk, vì vậy là mình đánh giá đây là cái deck Hawk tốt nhất và cần ít kỹ năng ở thời điểm hiện tại. Đây là bắt chấp mà đối mặt với đây là Horizon Giant Hawk Cycle. Đây cái phiên bản mà thực sự đó là nếu các bạn đánh Hawk Hawk Cycle bình thường ấy thì các bạn rất là khó đánh. Các bạn cần nhiều kỹ năng như kiểu là Odasu hay là Nation hay là Rắc, mình thấy Rắc này là dạo này Rắc đánh nhiều đấy như thế nào á. Vậy là quên mất là cái âm thì to. Ok, các bạn nghe rõ mình chưa? Đối với những người chơi mà họ có kỹ năng tốt ấy, nhưng thực sự là để mà đối mặt với những cái deck này sẽ cần rất nhiều kỹ năng mới thắng được. Hơi nhỏ này, sẽ âm to lên một chút. Ok, như vậy sẽ ổn hơn. Bạn vẫn có nghe rõ âm của cái đề lượng của mình. Cứ họ cứ đập lần có kinh khích như vậy thì khó sẽ không thể nào vượt qua được. Và đây là thời điểm mà Maximus anh ta cần phải thử trước. Maximus đẩy lên là rất là thấp. Có một cái điều của cái đánh đối phương đó là sử dụng Fireball và là Barbaria, như vậy là đấy là lý do tại sao mà Maximus anh ta lại đặt cái tâm Maximus rất là thấp, bởi vì Barbaria sẽ tăng không tới. Một mình còn Hawk bên kia all one rồi. Tất tay trong tuần này, thực sự nếu tất tay trong tuần này thì Hawk thì Intero anh ta cũng không thể ăn được. Bởi vì cái tốc độ xoay của The Toast Mastery Royal Giant bây giờ Fisherman đẩy lên trong tuần này thì 20-30 giây nữa. Chúng ta sẽ có một turn Royal Giant đẩy tiếp theo ngay lập tức cho đây bây giờ. Nếu mà đợi chờ đợi lâu quá thì sẽ không được. Con Tower ở đây rồi, chưa có sự support của Mastery. Đây là phía Mastery xuất hiện và một cái lock của Mastery. Fair play. Let's go, game number 2. Oh, yes, the Wero. Chúng ta sẽ đến vào game thứ hai, Wero. Một cái player mà chúng ta phải nói là rất nổi tiếng với deck Crispam này. Anh ta đánh rất hay. Phải nói là hiện tại anh ta chắc là top 1 về Crispam ấy. Có rất nhiều player đánh Crispam rất hay, nhưng mà Wero cứ mùa nào cũng vậy, series top 20 trở lên. Và với deck của anh ta vẫn là Crispam. Và cũng cho deck của deck Bandit, một ôi, Bandit, một dashboard của Bandit là đúng hơn. 400 máu. Thực sự mà khi đối với cái deck Hawk Cycle như thế này thì không sợ với deck respawn, bởi vì là chúng ta có cả lock, có icy golem thì có thể reset lại cái đát chút của deck ram rider. Tuy nhiên thì các bạn nhớ là cái phiên bản của Ice Priest thì nó có reset tốt hơn, bởi vì là các bạn biết là có Ice Priest nó cũng nhanh gọi là reset lại.
Thông thường thì top cycle không bao giờ sợ respawn kiểu Pentagram này. Bởi vì là những con kiểu con Weaversion ấy, có thể Weaversion thì gần như là nó bị chặn, nó không thể vào trụ được. Hơn nữa thì đấy cái phiên bản của Wero này chúng ta này đang dùng nó skin gì. Chúng ta từng thấy cái phiên bản của original của nó là nó có Magic Archer. Bây giờ đầu tiên hai player đang đánh rền dưới nhau. Hawk đẩy lên. Chắc chắn là Hawk sẽ đi cùng với lại IC Villain Golem bởi vì là nó sẽ chặn tránh được cái tính năng khóa làm chậm của con Run Rider áp lực lên Hawk. Nếu mà các bạn chỉ để Hawk không thì gần như là Hawk sẽ không được vào trụ được. Benny. Rất tốt. Chúng ta đặt một con Hawk ở phía đấy để giữ lại con Bandit. Nếu không là Bandit sẽ đắt chút mà nhanh lập tức bởi vì là rare vừa xuất hiện cũng có giáp chết thương tiếp đấy. Cái IC Golem đẩy lên thì thực sự phải nói là rất khó chịu cho Vero bởi vì anh ta không thể chạm được khó hay là không chạm được Mosquito một cái lót hợp lý. Mình hot đấy đây, Ravager sẽ chạm được giờ này. The Spirit sẽ support. Đây là lý do tại sao mà The Spirit cho dù là một chiếc chúng ta có thể giảm cái tầm ảnh hưởng của nó, nhưng cái lên đến hiện tại The Spirit cũng xuất hiện rất nhiều. Đúng như mình dự đoán là mùa này với một chiếc Omega không thay đổi nhiều. Mình nhận định không ai đúng thật. Tuy nhiên thì The Spirit đã xuất tầm ảnh hưởng của nó cũng không thay đổi nhiều cho lắm, cũng không còn bá đạo như trước, nhưng mà các player họ vẫn tin tưởng vào cái script của support cho Royal Hawk, Royal Zion và đặc biệt là cái deck này may ra sẽ nhập họ. Còn 1 phút 20 giây nữa, Hawk để lên luôn. Ram Rider đã so chói con IC Golem trước, Hawk để một cái lock tuyệt vời, một cái fireball tuyệt vời. Không có một hit của Hawk, tuy nhiên thì gây đam lên cả trụ và lên các chốt. Như fan của Quero luôn. Thật tốt. Thời điểm đây là Grid Spam, đúng như ở trên đó là Grid Spam hung cuồng. Spam, spam, spam. Spam, spam. Quá nhanh. Nếu các bạn mà không xoay kiểu tốc độ đánh của Grid Spam thì sẽ các bạn rất khó để có thể thắng được, bởi vì spam rất nhanh. Không có cách nào để giết được con Musketeer của Marquinhos. Họ đẩy lên một cái fireball. Họ vẫn không thể vào trụ được. Damn Fury từ các Cycle Spell. Tiếp tục là Ram Rider. Musketeer nguy hiểm quá. Nhiều quá! Wow! Wow! Đúng nghĩa của Rispam khi mà nhân bài đi cộng với là support của Rare đến được bây giờ quá tuyệt vời. Tuy nhiên thì 19 phút hơi đen một chút. Ok, FK110 một top player đánh CIL phải nói là tốt nhất ở thì hiện tại. Bên cạnh đó thì team chúng ta thấy là team của Try Gaming cũng có player đánh rất tốt. Sau 3 vòng đỡ, sau 3 ngày đấy đấu đầu tiên thì họ chưa để thua một trận này.
Ok, quay trở lại với trận đấu, một xem. Matchup này, nó có những matchup đầu tiên mà mình có show với các bạn. Nhưng mà đây là phiên bản của Hunter và Fisherman. Đây là lý do tại sao mà Fierce Breeze làm việc cực kỳ tốt ở trong cái phiên bản trong cái matchup này. Thấy là cái giá trị của con Fierce Breeze support cho họ rất nhiều, khiến Đức Nam Giant đẩy lên Fireball cho Skeleton Dragon chuẩn bị luôn. Thả Skeleton trong tốt này không? Block tuyệt vời, chết luôn. Hai bên đều có một block tuyệt vời. Tuy nhiên thì chỉ cần một con Brother Dragon thôi thì nó gây cho rất nhiều đam. Cần là Fireball tiếp theo, Musketeer sẽ phải support cho cho con cho cái Bomb Tower và xử lý bắn đi. Không có hit nào đến từ Bomb Tower, có hit nào đến từ con Rail Tail. Một hit nữa. Woo! Họ phải hit trong cái turn vừa rồi, phải nói lại. Quá tốt. So close. Còn một hit nữa thôi. Một giây nữa thôi. Ok, chúng ta sẽ đến một cái matchup tương tự. Mình thấy cái đơn vừa rồi một trận đánh hay quá. Đấy là cái điểm, đấy là lý do tại sao mà anh ta một trong những top player đánh tốt nhất ở CIO. Thì tỷ lệ thắng mà có như phong độ anh ta. Hop đẩy lên. His screen tuyệt vời. Tưởng chừng như trong cái tuần vừa rồi cái hot clock nó đã giết chết luôn cả con his screen không. Skeleton là thời vị trí đấy hợp lý một cái lock nữa. Defend không lỗi một chút nào. Tuần này Macarius anh ta cũng có thể tấn công được nhưng mà anh ta không, đang trần trì. Anh ta muốn phòng thủ trước. Lại lên Fireball chưa đủ lên. Lo anh ta có một lỗi lớn đó là anh ta cố gắng, anh ta muốn dùng Fisherman để kéo con Hawk về anh chiếc King Tower ở phía đây bởi vì là con Hawk bị rất nhiều đam đến từ đã hai con Skeleton Dragon. Nó không còn đủ máu để có thể lao một chút nữa. Skeleton xuất hiện một cái lock nữa, hợp lý lock. Vẫn có một hit The Royal Dragon. Oh.